Hôm nay chúng ta học hai cái câu kinh văn sau cùng của chương số 5. Thầy cảm nhận đây cũng là cái câu tổng kết của cái phần này. Nó nhắc nhở cái điều rất quan trọng. Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục. Thế phục người, chúng ta dùng cái thế lực để phục người khác. Cái thế lực ở đây ấy, nó có thể là sức mạnh. Chúng ta dùng sức mạnh, thấy người người lớn ỷ mạnh hiếp yếu, chúng ta dùng cái thể lực mạnh hơn để chúng ta áp đặt, để chúng ta sai khiến người khác. Chúng ta có thể dùng cái sức mạnh của vật chất và tiền bạc, ví dụ như là chúng ta thì giàu có hơn bạn, bạn thì nghèo khó hơn. Chúng ta kết giao với những người bạn mà nó có nhiều tiền, nhiều của, ăn mặc, ăn uống xa xỉ. Đấy. Vì thế ở đây nó cũng có thể là dùng cái quyền uy của chúng ta. Ví dụ như là trong lớp chúng ta được giao làm trọng trách là lớp trưởng chẳng hạn, tổ trưởng chẳng hạn, đúng không? Làm trưởng 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 gì đấy. Là chúng ta nghĩ là chúng ta lớn hơn các bạn, chúng ta dùng cái chức vụ này để chúng ta áp đặt các bạn. Hay là như thế, đây cũng có thể là cáo mượn oai hùng, hùng cáo mượn oai hùng tức là mình thì không có cái gì cả, nhưng mà có bố mẹ, có bạn bè làm đại ca chẳng hạn, đúng không? Dùng những cái oai thế này để chúng ta áp đặt, chúng ta dọa dẫm người khác, thì tất cả những điều này đều là không thành công. Thế phục người, người không phục. Có thể trước mắt thì người ta phải phải phục mình, người ta phải cúi đầu, người ta phải chịu thua mình, nhưng về lâu dài các con biết rằng người ta phục điều này ấy, là trong tâm người ta sẽ sinh ra oán hận. Oán hận là hôm như trước thầy nói, là cái bên trong chúng ta không biết được, nhìn cái sắc thái của họ, gương mặt của họ chúng ta không biết, nhưng mà trong lòng của họ đã mang đầy oán hận, thù hận đối với chúng ta. Chúng ta vô tình kết oán với họ. Nếu như chúng ta dùng cái thế này để chúng ta áp đặt họ, sai khiến họ, thì họ phải nghe thôi. Lúc này họ phải nghe, bởi vì họ đang ở cái thế yếu mà, không làm cách nào được thì phải nghe, nhưng trong lòng họ rất khó chịu, oán hận chúng ta, người ta không phục. Nếu phục người cách này thì tương lai chúng ta cũng sẽ phải nhận lại cái kết quả, hậu quả không tốt. Thì cái điều này thì các con phải biết, đừng bao giờ dùng cái thế để chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu. Thầy nói trong nhà mà chúng ta là anh chị, chúng ta cậy là anh chị, mà chúng ta em phải làm cái này, em phải làm cái kia mà mình lại không làm, thì mình lớn hơn mình nói nó là phải nghe, nó không chịu đâu, nó không phục đâu. Vậy thì phải làm cái gì để cho người ta phục? Thì ở đây nói rất rõ rồi, lý phục người, tâm mới phục. Lý ở đây là đạo lý, là cái chuẩn mực, là tấm gương tốt, là cái sự mẫu mực của chúng ta. Hôm trước thầy nói, không cần phải nói, là nếu như mà người trên mà tránh thì không cần phải sai khiến, người dưới cũng sẽ phục tùng theo. Bởi vì người ta sẽ học tập mình, chúng ta cảm hóa được họ, tức là dùng cái đức hạnh của mình để cảm hóa người khác, thì người ta sẽ phục, tâm phục, khẩu phục. Đấy. Nó bảo là tâm phục nhưng khẩu, khẩu phục nhưng tâm không phục, là dùng thế để ép người. Nhưng mà tâm phục, khẩu phục thì có khi không cần phải nói, người ta cũng tâm phục, khẩu phục. Ở phần sau lại nói rõ hơn nữa.
đúng người nhân người kính sợ, đúng người nhân đức là người ta kính sợ. Cho nên cái chỗ này chúng ta học tập được, chúng ta biết được cái điều này thật sự rất là đáng quý. Chúng ta đừng có lo chúng ta nhỏ hơn bạn, chúng ta cũng đừng có lo là chúng ta kém cỏi hơn bạn, nghèo hơn bạn. Chúng ta cũng đừng có lo là chúng ta học học yếu hơn bạn. Cái này là nhiều bạn lo lắm này. Các con cứ sống cho nó chuẩn mực, biết thương người, biết yêu quý người, biết giúp đỡ người. Chúng ta phát ra một cái lòng nhân từ thì trước mắt người ta không nhìn ra đâu, nhưng mà lâu dài người ta sẽ tôn trọng chúng ta từ đáy lòng. Thật sự là như thế. Còn cái gì chúng ta cũng nghĩ cho mình, tự tư tự lợi, cái gì cũng muốn mình hơn người khác, muốn ở trên đầu trên cổ người khác, nhưng thật ra chúng ta lại đang ở dưới tất cả mọi người. Bởi vì người ta trong lòng người ta không phục, người ta không phục đâu. Vậy thì cái mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta có phải là như thế đâu, đúng không nào? Làm sao mà đi đến đâu người ta cũng yêu, nói gì người ta cũng nghe. Khi đi thì người ta nhớ, khi ở thì người ta thương. Đâu như thế chứ. Nhưng mà khi ở thì người ta cứ lâm lâm lét lét, người ta sợ. Khi đi thì người ta bảo mày quá, đi mất rồi, đi rồi, đúng là giải thoát. Thế thì cái mục đích này không phải là cái mục đích sống của chúng ta. Cho nên ở chỗ này nhắc nhở chúng ta này, thế phục người, người không phục, đừng có dùng nắm đấm để dọa người nha các con nhé. Đừng có dùng cái sức mạnh của chúng ta để chèn ép người khác, điều này không tốt đâu, nó chỉ là gây tổn hại cho chúng ta mà. Chúng ta phải dùng tình yêu thương, dùng cái sự chuẩn mực của chúng ta trong lời ăn tiếng nói, dùng cái sự quan tâm của chúng ta với người một cách chân thành, thì người ta sẽ phục. Phục ở đây không phải là phục người ta, là không phải là người ta phải lạy lục mình, mà trong tâm người ta thật sự người ta cảm phục mình, người ta đã bị chúng ta cảm hóa. Cho nên trước đây thầy có nhắc cái câu nói của nguyên phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Ông nói là anh có trí tuệ, anh có tiền của, người ta gặp anh người ta cúi đầu. Anh có đạo đức, người ta gặp anh người ta sẽ quỳ gối. Các con thấy không? Cúi đầu là lúc này là nó có thể là nó khẩu phục nhưng tâm không phục. Quỳ gối là biểu hiện cho cái sự là tâm phục khẩu phục. Đấy, thì chỗ này nói rõ chúng ta là thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. Nhắc nhở chúng ta cái mục đích của học tập đây cũng chính là dạy chúng ta làm thế nào để trở thành một người nhân đức. Chúng ta chuẩn bị tất cả những điều này, chúng ta học tập tất cả những điều này để chúng ta bước sang chương số 6 ngày mai chúng ta sẽ học, là gần người hiền. Nếu không có những điều này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không gặp được người hiền. Hôm nay chúng ta dừng ở chỗ này. Chúc cả lớp có một ngày thực hành các người con thật tốt nha.